chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay là Kim Thành Thảo rất là vinh dự khi mà được đón tiếp vợ chồng của anh Hòa và chị Linh ha. Hai anh chị là ở Trảng Bàng Tây Ninh. Hôm nay là Kim Thành Thảo rất là may mắn khi mà có lọc siêu VIP của anh chị. Hôm nay anh chị đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo những cái sản phẩm rất là hot hit nha, và toàn là hàng VIP không nha quý khách nha. Đây, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho quý khách xem những cái sản phẩm ha. Chị chọn 14 dòng xi men bản 5 ly thương hiệu ạ. Đây, rất là đẹp. Một bộ là tương đương có khoảng là 9 chỉ ha, hai bộ là 1 ly 8 hơn. Logo thương hiệu rất là đẹp. Xuất sắc luôn nè. Vừa phun cát vừa làm dập bi máy nha. Đây, hai bộ này 14 dòng. Một lượng 8 hơn. Rồi, tiếp theo là một cái lắc. Đây, lắc mẫu mới luôn nha quý khách nha. Cái này em mới vừa nhập về một lô hàng mới nè. Mở hàng may mắn cho em luôn nè. Nó đẹp. Lắc bản cao cỡ khoảng 4 phân. Hàng rào nha. Lắc này nặng 2 lượng lẻ 2 phân à. Đeo rất là êm tay nha quý khách nha. Cái này là nam nữ đều đeo được nha quý anh chị. Xuất sắc luôn. Bản 4 phân ha. Khóa hộp và khóa dự phòng luôn nha quý khách nha. Này. Siêu phẩm tiếp theo là một cái sợi dây. Đây, quay sát dưới này cho quý khách xem ha. Dây này là dây đúc dũa luôn nha, đúc đặt kẹo luôn. Sợi dây này trọng lượng của nó là 11 lượng hơn, 11 lượng 3 chỉ 9 phân 4. Sợi dây này dài hơn 6 tấc trồng đầu. Móc máy mũi xoàn ha, rất là sáng luôn. Form này là đúc đặt kẹo luôn nha quý anh chị. Đây, hai khóa hộp và khóa dự phòng luôn nha. Xuất sắc. Bên trong là nó có làm giáp trơn ha, thì mình đeo nó sẽ êm hơn. Nó không có bị trầy, không có bị khó chịu ha. Sợi dây rất là đẹp luôn. Tiếp theo cho bé thì hôm nay bé chọn một cái lắc bi móc máy sò ha. Dạng này là theo công nghệ mẫu Ý, rất là đẹp nè. Bi lớn nhỏ xen kẽ, lắc bi này cũng rất là chất lượng nha quý khách nha. Trọng lượng của nó là cỡ khoảng là 3 chỉ hơn. 3 chỉ 7 phân 1. Một chiếc nhẫn VIP. Chiếc nhẫn VIP hôm nay chị chọn là một cao cấp nha. Full tấm nhẫn hoa tầng. Chiếc này có trọng lượng là 3 chỉ hơn ạ. Quá đẹp luôn ha. Siêu phẩm nha, cái này là nhà em có hàng đồ bộ luôn nha quý khách nha. Rồi. Một chiếc nhẫn kim tiền cho bé. Kim tiền dễ thương ha, đeo may mắn nữa. Nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Và siêu phẩm cuối cùng là một đôi bông. Bông cho bé luôn, bông ngôi sao may mắn nha. Bông này là dạng khoen bọc nha quý khách nha. Đeo rất là êm tay. Và tiếp theo là một chiếc nhẫn chữ phước nha. Đây là hộp cao cấp nha. Đá này là tô ba hai da, không phai màu, không trầy xước. Nó có giác chữ phước lên mặt trên nè. Bên viền là làm dập thương hiệu nha, có tấm chìm. Bên đai là có dập nổi chữ đúng không ạ? Và đặc biệt bên trong lòng cũng rất là đẹp nha quý khách nha. Trong lòng là giác kim tiền lưới nè. Đeo rất là thoáng tay. Chiếc nhẫn này là trọng lượng của nó là 3 chỉ hơn nha, gần 4 chỉ. Rồi. Tất cả những sản phẩm mà hôm nay đại gia đình của anh chị đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo có giá trị là 565 triệu hơn nha quý khách nha. Chị mình có đeo món nào không? Đeo cái bộ vòng cho chị. Dạ, đeo bộ vòng lá, em đeo bộ vòng cho chị ha. Còn bé đeo lắc không cháu? Cháu đeo lắc không? Đây cô đeo cho. Đeo cho con gái. Dễ thương chưa? Nhỏ nhỏ đeo đơn giản vậy thôi mà đẹp. Chứ nhẫn kim tiền đeo ở đâu? Đeo ngón giữa đi, ngón giữa đi. À, ngón trỏ. Đeo nữ tính nha. Rồi, thôi đeo đôi bông luôn đi ha. Đeo bông. Đeo đôi bông đi. Thôi, cái đôi bông này bây giờ mà chỉ vẫn còn đeo nữa hả? Từ nhỏ tới giờ luôn nè. Cái này là nhường cho em được rồi, mong có em mới nhường đây. Này. Út cưng đây quý khách ơi. Út cưng. Này. Vừa y luôn nè. Dễ thương lắm. Đây. Rất là dễ thương ha. Đeo nó vừa ôm cái tay. Em bắt cô đeo bên kia luôn chắc. Cộng dây bi à? Ờ, cái này phải đeo cộng dây bi nữa. Rồi, con đi học ở nhà con có cộng rồi. Đây, rất là xinh.
Anh, dây anh đeo luôn không ạ? Để nó đi. À, để lát nữa em sẽ bỏ hộp cẩn thận cho anh chị ha. Đây hộp thì để đây. Đưa cái hộp. Nghe lệnh hai lắm hả? Dạ. Anh chị cũng có nhà trên đây chứ, phải đi đi về về. Rồi cái này em sẽ bỏ bao hộp cẩn thận cho anh chị sao. Chị nhẫn mà đeo luôn đi chị yêu. Bỏ vô đeo đeo bộ dòng xi măng thôi đúng không? Rồi để lắng nghe em đeo luôn ha. Dạ. Anh đeo luôn đi ạ. Rồi, cái này lát chuẩn bị em để sẽ đeo luôn ha. Em rất là cảm ơn gia đình mình hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha. Cảm ơn anh chị đã không ngại đường xa ủng hộ tiệm em, rất là cảm ơn ạ. Em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. À, sáng nay là chị Tuyền qua Kim Bình Thảo em sắm một bộ trang sức nha. Chị lựa gồm một cái nhẫn nè, cái nhẫn nam, một đôi bông tai với một sợi dây. Đây, chị lựa cho anh một sợi dây Hồng Kông ống kim tiền ha. Form dây này là 6 chỉ 7/6 nha. Em về đủ trọng lượng luôn, từ 1 chỉ mấy tới 10 mấy lượng luôn ha. Này, ngay khóa nữa là khóa hộp luôn nè. Này, khóa hộp mà dạng hoa văn nha, ngay khóa nó dạng hoa văn bên luôn. Một cái nhẫn nam rồng nổi nha, rồng dạng oval nổi ha. Đây đúc luôn. Cái nhẫn này là dạng 2 chỉ rưỡi nha. Chị lựa thêm đôi bông xoàn nè, bông dạng này dạng giả xoàn ha, hộp chủ là xoàn nhân tạo nè. Đeo cực kỳ sáng luôn á. Chị Tuyền đeo luôn thôi, em đeo cho. Để hộp hết cho chị ha. Rồi, cái này em để hộp cho chị nha. Mặt ra cái tờ em. Dẫn anh đeo luôn không? Để hộp luôn ha. Vàng bên em á, chị đeo xong này là vàng đổi ngang bù tiền công thôi ha. Không có bù chênh lệch vàng. Nãy em bé chị mở cái khóa chưa? Đây, bật ra bè xéo qua ha. Vậy để ý là dạ sắp xong tổng bộ nữ trang hôm nay chị ủng hộ bên em là 34.750.000 ha. Rồi vậy giữ kỹ hóa đơn nha chị. Rồi em gửi, em cảm ơn chị, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách chị nhà Kim Bình Thảo ạ. À, sáng nay là anh vợ chồng Bảnh Anh qua Kim Bình Thảo em mua nhẫn ha. Anh chị lựa hai cái nhẫn vàng công ty 980 nè, đây là nữ trang 980 nha. Quá trời đẹp luôn. Anh lựa một cái nhẫn đầu rồng nổi ha. Hai bên đai là vân rồng luôn nè. Trọng lượng cái nhẫn này là 6 chỉ hơn. Thêm một cái nhẫn chịu phúc nữa. Viền đây là mặt móc máy nha, ở giữa là phun cát nè. Hai bên đai là chịu phúc luôn. Nhẫn này là 5 chỉ 1/2 ha. Quá đẹp luôn á, em bận tay em đeo cho anh nha. Nhẫn này em đeo có nào đây. Rồi còn cái nhẫn rồng à, đeo ngón giữa hết là tấn tài tấn lộc nè. Tiền vô là qua Kim Anh Thảo em sắm vàng thêm nha. Dạ rồi, chị giá hai nhẫn này của anh chị là 59.380.000 ha. Em gửi anh cái đơn, cảm ơn chị. Mình giữ hết đơn nha. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, chị hôm nay là Kim Thành Thảo có lộc của chị Thúy ở Bình Tân. Hôm nay là chị đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái vòng nha quý khách nha. Vòng giác caro rất là đẹp nè. Đây, vòng này là cao cỡ khoảng 6 đến 7 phân nha quý khách nha. Giác caro lưới móc mấy đều hết luôn. Xuất sắc chưa? Đẹp lắm nha. Cái vòng này rất là hot luôn nha quý khách nha. Vòng này nhà em có từ bản 4 phân cho đến 9 phân ạ. Chiếc vòng này có trọng lượng là 6 chỉ 4/5 nha. Đẹp quá, sáng chiếu luôn. Và đeo rất là êm tay nha quý khách nha. Này em xin phép em đeo cho chị luôn. Khóa xước nè. Khóa dự phòng. Này, rất đẹp. Vòng nhà em là rất nhiều mẫu nha quý khách nha. Trên tay của chị là đang đeo giác caro, còn bên tay của em là đang đeo dưỡng sóng xen kẽ kim tiền. Rồi bên đây là kim tiền nữa nè. Đó, quá trời mẫu luôn nha. Nhiều mẫu mã lắm. Bản thì cỡ từ 4 phân trở lên nha quý khách nha. À, hôm nay chị Thúy mua cái vòng ủng hộ em có giá trị là 22.800.000 nha. Rồi em gửi hóa đơn cho chị yêu. Em tặng chị cái hộp luôn ha. Mai mốt không đeo thì cắt vô trong hộp này. Rồi em gửi, cảm ơn chị Thúy. Dạ. Yeah.
Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay là Kim Thành Thảo có lộc may mắn của chị Bi. Hôm nay là chị Bi đến ủng hộ em cái dòng. Hôm nay chị chọn dòng rất là dễ thương luôn. Và mua hàng rất là may mắn nha quý khách nha. Mua nhanh lắm. Đây, hôm nay chị Bi chọn cái dòng dưỡng sóng, hai hàng dưỡng sóng, một hàng kim tiền ha. Rất là đẹp. Đây, những cái hàng dưỡng sóng đó là móc máy hai kiểu nha quý khách nha. Một hàng kim tiền xen kẽ nè, móc đều luôn. Cái dòng này là khóa xước và thêm hai khóa, một khóa dự phòng nữa nha quý khách nha. Trọng lượng của nó là 6 chỉ 1/2 ạ. Đẹp quá. Này, em xin phép đeo cho chị Bi luôn nè. Đeo vừa y luôn nè quý khách, đeo em tay cực kỳ nha. Mấy cái dòng này nè, không có sợ bị cắn đâu, một khóa cũng chắc nữa. Đó, đỉnh chưa, quá đẹp. Dòng hôm nay chị Bi mua ủng hộ em có giá trị là 21 triệu hơn nha quý khách nha, 21 triệu 600. Rồi, em gửi hóa đơn. Cảm ơn chị hôm nay đến ủng hộ tiệm em nha. Rồi. Dạ, bye bye chị.